Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Nhà Mát trên kênh VTC14 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là đỉnh của một quả đồi thuộc xã Đại Dực, huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh. Và phía sau tôi là một câu chuyện vô cùng đẹp đẽ về kiến trúc của người Sán Chỉ, một ngôi nhà đã được xây dựng cách đây hơn 50 năm, từ thời mà người chủ nhà mới là một thanh niên 20 tuổi. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm nhà của người Sán Chỉ cũng như là cách họ tổ chức không gian sống, tổ chức không gian làm việc, nuôi trồng cũng như là tạo ra những cái tính thẩm mỹ ở những cái địa điểm rất là đẹp và có cái chiều cao của một ngọn đồi, tầm nhìn rất là rộng ra những cánh rừng vàng, lúa vàng phía trước mặt. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây của Tiên Yên trước khi đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi với kiến trúc sư. Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh có dân số hơn 50.000 người. Cư dân sinh sống trên địa bàn huyện thuộc 13 dân tộc, đông nhất là người Việt, người Kinh chiếm 59%, người Dao 19%, Tày 13,8%, người Sán Chỉ 8,4%, Sán Diều 3,8%, còn lại là người các dân tộc khác như Nùng, Hoa, Thái. Mật độ dân số là trên 70 người 1 km². Được biết đến là miền đất của những thác nước, với hàng chục thác nước lớn nhỏ, nơi những triền núi nối tiếp những triền núi. Miền đất của những cung đường quanh năm mây mù bao phủ, tựa chốn Bồng Lai, của núi rừng xanh ngắt với những ngọn núi điệp trùng. Những dãy núi cánh cung bao quanh những đồng bằng và thung lũng, hình thành nên những hồ nước, thác nước tự nhiên và những bình nguyên xanh mướt hoa cỏ trên những đỉnh núi quanh năm mây phủ. Ở đây khí hậu nhiệt đới gió mùa miền núi, mùa đông khá lạnh, mùa hè dịu mát và nhiều mưa. Lượng mưa trung bình một năm khoảng trên 2.427mm, nhiệt độ trung bình khoảng 22,4 độ C. Tất cả những yếu tố về khí hậu và địa lý mang đến nơi đây những đặc trưng riêng về văn hóa, nếp sống và tổ chức không gian. Huyện tập trung chỉ đạo xã Đại Dực đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thì đang xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trước hết là nâng cao cái đời sống của nhân dân, đảm bảo cái điều kiện vật chất, tinh thần cho nhân dân tốt hơn, cơ sở hạ tầng đầu tư tốt hơn và đầu tư con đường kết nối giữa trung tâm Đại Dực và trung tâm Đại Thành cũ hiện nay để đảm bảo nhân dân đi lại được thuận lợi hơn. Thứ hai là tập trung xây dựng, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ở đây là tập trung là văn hóa dân tộc Sán Chỉ, xây dựng Đại Dực thành trung tâm văn hóa Sán Chỉ của huyện Tiên Yên. Thế và tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chỉ gắn với lễ hội Sán Chỉ. Xã Đại Dực nằm ở phía đông bắc của huyện Tiên Yên, có vị trí địa lý phía đông giáp với huyện Đầm Hà, phía tây giáp xã Phong Dụ, phía nam giáp xã Đông Ngũ và xã Yên Than, phía bắc giáp huyện Bình Liêu. Xã Đại Dực trước đây có diện tích trên 46 km² với dân số khoảng gần 3.000 người, mật độ khoảng gần 60 người trên km² với trên 90% dân tộc Sán Chỉ sinh sống. Với đặc điểm đại đa số là người Sán Chỉ, hình thành nên những điều kiện riêng biệt cả thuận lợi và khó khăn cho việc phát triển kinh tế du lịch, bảo vệ văn hóa và nếp sống của bà con nơi đây. Tôi nghĩ rằng là nên chọn một số khu điểm để chúng ta quan tâm đến cả việc xây dựng các kiến trúc xung quanh, các yếu tố cây lớn được định vị, đóng dấu như những hệ thống cây di sản để tránh cho tất cả các việc sau này nó bị chặt phá đi. Và tất cả những yếu tố các cái khu điểm đấy sẽ được nhân rộng dần lên, là từ quy hoạch cho đến kiến trúc cho đến cảnh quan của tự nhiên mình phải giữ lại được. Đấy chính là yếu tố văn hóa. Thực ra thì nếu chúng ta làm được một khu điểm nó không cần quá lớn nhưng các cái điểm nhìn đẹp ấy, thì mình đã có thể bắt đầu nhân rộng nó lên. Bản chất nó không phá đi cái yếu tố về kinh tế, mà thậm chí nó còn khi mình làm điểm được các cái yếu tố về từ kiến trúc cho đến giữ gìn được cái bản sắc về những cái cây di sản chẳng hạn. Có rất nhiều cây vối rất lớn vô tình chúng ta chặt đi vì nó bị ảnh hưởng đến những cái thu hoạch hoặc mùa màng. Thực ra thì nó không ảnh hưởng gì mà do là mình tự chặt đi thôi. Thì những cái yếu tố như vậy thì mình cần phải giữ lại để mình tạo ra cái sự cảnh quan càng tự nhiên thì càng tốt. Và xung quanh đó thì dấu ấn kiến trúc xưa nên kiến tạo lại ở một số điểm có điều chỉnh để làm cho cái việc đấy trở thành một cái nơi có khung hình đẹp trước,
và cái sử dụng đi theo sau, và cái sử dụng thì nó lại phải hết sức là hợp lý và phù hợp với nhu cầu của hiện đại bây giờ. Thì các cái khung hình đó thì với con mắt của một người làm về nghệ thuật thì nên có những điểm hoàn chỉnh để chúng ta có những cái nổi bật lên yếu tố về văn hóa và cái vẻ đẹp của thiên nhiên ở nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng được theo dõi những hình ảnh về huyện Tiên Yên và những cảnh đẹp rất là đặc biệt ở nơi đây, cũng như là cách người dân xây dựng những không gian sống cho mình. Và lúc này thì tôi cùng với họa sĩ kiến trúc sư Đinh Hải đang có mặt trước một ngôi nhà của người dân tộc Sán Chỉ. Và đây cũng là lối kiến trúc đang được bà con ở đây bảo vệ và hướng tới đưa vào trở thành những khu du lịch cộng đồng. Anh Hải, cái cảm giác của anh như thế nào khi mà vượt một đoạn đường đồi để đến được một không gian như thế này? Như các bạn thấy, vào trong không gian này là một trải nghiệm rất là mới trong kiến trúc. Từ cái việc chúng ta đi qua một cái cánh rừng rất là đẹp về rừng trúc, sau đó đến một cái khoảng sân rất rộng và nhìn vào trong một không gian này thì cái cảm xúc đầu tiên là nó đã phải có từ rất lâu rồi, và tất cả các cái hệ thống tường đá xếp đặt ở đây đều rất là nghệ thuật, và do chính tay chủ nhà sắp đặt, lấy từng viên sỏi ở dưới suối lên để sắp đặt cho mình trong cuộc đời của ông 70 năm, và ông đã làm căn nhà này hơn 50 năm rồi, và dấu ấn thời gian thì hiện rõ hết ở khắp không gian xung quanh đây. Và cái kiến trúc của người Sán Chỉ vào trong không gian này thì tôi mới thấy rằng có một sự văn minh hơn rất nhiều so với những gì mình đã từng nhìn thấy của những cái ngôi nhà trên các cái đồng bào dân tộc mà mình đã từng đi qua. Thì cái yếu tố văn minh ở đây là một cái khoảng không gian rộng ngay phía trước đón chào, mà làm cho một cái việc là khi chúng ta đi qua một cánh rừng, một cái lối mòn nhỏ, rất nhỏ để vào nhà, nhưng vào nhà rồi bắt đầu cái điểm tiếp cận lại là một không gian rất rộng rãi, thoáng đãng, để làm một cái nơi mà giống như kiểu là một cái sự trải nghiệm cho cái việc là view nhìn ra các cái thung lũng rất là đẹp, cho việc phơi, phóng lúa, tập kết, cho đến tất cả những cái yếu tố mà về sinh hoạt trong nông nghiệp, nó là cái yếu tố công năng. Sau đó từ cái công năng đó nó dẫn tới cái vấn đề kiến trúc. Thì cái việc mà cái không gian kiến trúc này nó làm cho cái cảm giác đầu tiên là nếu như mình không biết làm gì thì tại sao phải làm cái sân rộng như thế này. Thế nhưng mà qua các khoảng sân thì ở đây chúng ta thấy là có đến 2 đến 3 khoảng sân khác nhau. Thì mỗi khoảng sân nó đều có giá trị khác nhau và đều có một ý nghĩa khác nhau. Vô tình chúng ta thấy một sự sắp đặt là nó đi từ sự hợp lý trong việc sử dụng, nhưng mà nó lại thành một cái yếu tố sắp đặt trong vấn đề về decor, trang trí. Đấy là yếu tố vô tình, họ không có cái ý niệm để phải làm decor. Nhưng trong quá trình sinh hoạt sản xuất thì tất cả những yếu tố cần thiết, ví dụ như các bạn nhìn thấy là các cái viên đá ở giữa sân, không phải tự nhiên nó ở đó. Nó là nơi đập lúa, nó là nơi để thậm chí là như là một cái thớt, hoặc là như là một cái yếu tố sinh hoạt gần các cái khu vực, nó sắp đặt ở đấy để nó tiện cho các cái việc trong công việc của họ. Thế nhưng mà vô tình nó lại thành các cái điểm decor rất thú vị. Thì chúng ta đi từ cái điểm vô tình này cho tới điểm vô tình khác thì đều tạo thành một cái kiến trúc mà nó đi từ bên trong đi ra bên ngoài, nó đẹp từ vẻ đẹp bên trong ra vẻ đẹp bên ngoài. Thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên của tôi về không gian của kiến trúc của ngôi nhà của người Sán Chỉ. Vâng, đúng như anh Hải có chia sẻ những cảm giác ban đầu của anh về một cái không gian của người Sán Chỉ nơi đây, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá từ không gian 1 để anh có thể có những nhận định chính xác ạ. Đến với vùng đồng bào thiểu số, đặc biệt dễ nhận diện giữa các dân tộc, ngoài trang phục truyền thống thì nhà ở là một trong những đặc trưng riêng có của từng vùng miền. Với người Sán Chỉ tại Tiên Yên, nhà đá chỉnh tường chính là một đặc trưng trong kiến trúc nhà ở. Tuy nhiên, những nếp nhà ấy đang dần mất đi. Xã Đại Dực nằm cách trung tâm huyện Tiên Yên khoảng 30 km trên triền núi cao thoai thoải. Đây là nơi cư trú của người Sán Chỉ. Người Sán Chỉ sống tập trung thành từng xóm nhỏ, thường được sắp xếp theo một hệ thống nhất định trên sườn núi cao, nơi gần nguồn nước, giữa một bức tranh phong cảnh thú vị và nên thơ. Trong bức tranh ấy, những nếp nhà tồn tại như một minh chứng rõ nét về sức sống lâu bền, văn hóa của người Sán Chỉ. Thực ra mỗi một dân tộc hay là mỗi một cái văn hóa của một dân tộc nào đó sống thì họ thường đúc kết từ cái điều kiện tự nhiên. Theo quan điểm của tôi thì là gì, nó phải gắn được với cái điều kiện của tự nhiên, gắn được với môi trường sống, gắn được với cái điều kiện của thổ nhưỡng thì nó mới ra được một cái không gian kiến trúc
để nó phù hợp với cái điều kiện tự nhiên đó. Thì cái điều kiện đấy nó có những cái vùng miền người ta sống theo mùa, một năm có 4 mùa rõ rệt chẳng hạn, hay là có những cái vùng thì là 1 năm 2 mùa, hay là có những cái vùng thì người dân tộc họ sống ở những cái vùng rất là cao. Đấy, thì quanh năm mây phủ hay là quanh năm bị gió lạnh chẳng hạn, thì cái ngôi nhà, cái hình thái ngôi nhà hay cái hình thái kiến trúc, không, cái cách tổ chức không gian sống của họ nó phải phù hợp với cái điều kiện tự nhiên mà họ đang sống. Thế thì cái ngôi nhà rồi cái không gian xung quanh nó phải phù hợp với những cái thứ, với những cái điều kiện để mà nó thuận tiện cho cái công việc lao động sản xuất, thuận tiện cho cái việc sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày. Ví dụ như người Mông, người Dao ở những vùng núi cao như các bạn thấy là những cái mái nhà nó rất là thấp, cái bờ tường rất là thấp, để nó phù hợp với cái điều kiện mà quanh năm mây phủ hay là sương mù này khác, thì cái nhà đấy nó sẽ tạo nên cái sự ấm áp trong cái đời sống sinh hoạt của họ. Ở những cái vùng đồng bằng Bắc Bộ hay là những ngôi nhà ven biển chẳng hạn, tại sao những ngôi nhà nó lại rất là thấp? Bởi vì đôi khi là gió biển nó vào thì họ tránh gió bão hay là lốc, thì đấy là chính là cái thói cái họ đúc kết được từ cái điều kiện sống để làm sao mà có thể phù hợp với cái điều kiện của tự nhiên. Từ đó thì nó mới bàn đến câu chuyện công năng hay là thẩm mỹ. Từ một cái hình thái kiến trúc như vậy thì bắt đầu đến cái phần thẩm mỹ cho cái không gian sống của họ, thì họ dựa vào cái cấu trúc của cái ngôi nhà, của sân vườn, sau đó thì bắt đầu đến một cái thẩm mỹ cho tạo ra những cái khu vườn hay là tạo ra một cái kiến trúc để nó phù hợp với cái công năng sử dụng. Những nếp nhà bình dị với mái ngói âm dương phủ diêu phong lấp ló sau rặng cây, ven suối và chân núi. Hình ảnh này tạo nên một khung cảnh nên thơ cho vùng Sơn Cước. Dù hiện nay cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng đồng bào Sán Chỉ vẫn sinh hoạt yên ấm bên trong những ngôi nhà đá chỉnh tường gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của dân tộc mình. Việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nhà truyền thống của người Sán Chỉ vốn thể hiện nét văn hóa, bản sắc nói chung của người Sán Chỉ và là một vấn đề đang được cần nhiều cơ quan chức năng nghiên cứu lên phương án gìn giữ. Vừa rồi thì kiến trúc sư Đinh Hải cũng như là các bạn đã theo dõi một số cái hình ảnh ban đầu về ngôi nhà của người Sán Chỉ nơi đây, và chắc hẳn là tôi nhìn thấy một điều, đó là cái vật liệu xây dựng ở đây được thể hiện rất là truyền thống, một gần như là 100% là những cái vật liệu địa phương, phải không nhà? Khẳng định đây là 100% vật liệu địa phương, từ cái cách đóng gạch. Người Sán Chỉ thì tôi thấy thì họ không, cái yếu tố tường trình đất nó không phải là yếu tố cốt lõi, mà các cái viên gạch đóng bằng đất có nền trộn thêm phụ gia từ xa xưa, và họ xây bằng tính là gạch đất chứ không phải là tường đất trình. Và ngói thì chúng ta thấy là họ vẫn dùng cái ngói âm dương, ngói úp, phải kê lên để nó không bị bay. Thì ở trên đây cái ngói nó tương đối mỏng đấy. Và cái kiến trúc truyền thống thì nó có 2 cửa, một cửa chính và một cửa phụ, thì chúng ta đều quan sát từ bên ngoài đều thấy được hết. Đấy là trong cái yếu tố văn hóa của họ. Và kiến trúc ở đây thì khi mình nhìn cái ngôi nhà này thì mình sẽ thấy là quay lại đúng y nguyên bản của 50 năm về trước, tất cả các kiến trúc ở đây đều như vậy. Với vật liệu thì như vậy, tôi thấy rằng là cái công năng sử dụng của một ngôi nhà thế này nó cũng phải được thiết kế rất là khoa học chứ ạ. Anh có thể phân tích một chút với khán giả được không? Câu chuyện ở đây thì chúng ta thấy ngay từ cửa ngoài vào có 2 khu cửa chính, là hai khu cửa đi vào, là một khu cửa chính và một khu cửa phụ. Khu cửa chính thì rất là cao so với tầm cao của người cách đây 50 năm thì là rất là cao. Cộng thêm với việc là tại sao lại phân ra 2 khu cửa, một là khu cửa phụ lại rất thấp và có ngưỡng đấy, khu cửa chính là rất cao thì là dành cho khách, dành cho chủ nhà, dành cho những cái vị khách quý đi vào khu cửa chính. Còn khu cái cửa phụ kia thì lại là dành cho người trong nhà, người trong gia đình, ví dụ như là trẻ con hay người già, hoặc là cái phụ nữ mà nấu nướng hoặc phục vụ ấy. Tất cả những không gian là đi theo cửa bên kia và họ sẽ rất ít để đi vào trong không gian cửa chính này. Và tất cả cái yếu tố đó thì đi vào trong không gian cửa bên trong, nó vẫn có những cái chỗ để mình uống trà hoặc là sinh hoạt cộng đồng ở trong đó, nhưng mà đây là khu riêng của gia đình. Giống như kiểu một yếu tố văn hóa là khách đầu tiên sẽ là mời vào trong không gian cửa chính trước. Thì cái kiến trúc này nó tạo nên một cái yếu tố mà nó có cái yếu tố phân về vai vế trong gia đình và xã hội một cách
tiếp cận một cách nó hết sức rõ ràng. Và quan trọng nhất là khi mình hiểu về người Sán Chỉ là họ còn có các câu hát giao bôi, như là việc là vào nhà để hát chào nhau câu gì, nó có đầy đủ hết tất cả yếu tố văn hóa gắn kết bên trong đấy. Từ cái việc là khách cảm ơn cũng có những câu hát giao bôi, khách ra về cũng có câu hát xóm cọ lời chào tạm biệt, có rất nhiều yếu tố văn hóa đấy mình còn chưa nghiên cứu thật sự là kỹ lưỡng để mình có thể phát huy hoặc là phát triển cái yếu tố đó để cho các thế hệ trẻ như ngày nay hiểu được rằng ngày xưa là từ kiến trúc cho đến văn hóa nó đều có sự gắn liền với nhau đấy. Thì đấy là cái yếu tố mà mình nói sơ qua về cái vấn đề nhìn vào kiến trúc đằng trước có sự liên hệ nào tới văn hóa và kiến trúc của ngôi nhà bản địa, kết nối với văn hóa là như vậy. Tôi thấy sự đăng đối ở đây, một sự đăng đối hài hòa của thẩm mỹ thì đúng hơn, khi mà những cái khu riêng để chứa đồ nông nghiệp hay là những khu để chữ củi cũng như là để máy móc và những không gian tổ chức bên trong, anh nhận xét thế nào về cái sự khoa học này? Nó theo cái sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đời thường của người dân mà công việc họ chính là gì. Ở đây thì có hai loại hình công việc chủ yếu, một là nương rẫy và hai là làm lâm nghiệp. Thì bà con thì hay trồng rừng, các cái việc từ kéo xe trâu kéo cho đến việc là có các cái đồi rừng, đồi keo hoặc là đồi rừng keo lá cây bạch đàn chẳng hạn, thì tất cả những cái yếu tố đó phải có những khu trữ lưu trữ và giữ lại. Ví dụ như những cây lớn thì họ lấy đi rồi, nhưng những phần cành hoặc gì đó mình có thể lấy về thì phải có khu chứa. Thì tất cả các khu chứa và vị trí của nó đều phù hợp với công việc và cái nội dung và những hoạt động hàng ngày của họ. Tất cả đều là do cái nhu cầu tự phát nó phát sinh ra thôi. Khu để lương thực bên phải bạn sẽ thấy là nó rất gần với cái lối đi vào phụ. Đấy, nó là khu phụ. Thực ra trong cái công năng kiến trúc thì bản thân mỗi một kiến trúc sư khi thiết kế một yếu tố gì đó, nhất như là căn nhà hoặc là một nhà hàng hay bất cứ một không gian công năng nào, thì chúng ta cũng phải đều quan tâm đến công năng trước. Tất cả những yếu tố về khu lương thực rồi thực phẩm, mọi yếu tố đấy thì lại rất gần cánh cửa phụ. Cánh cửa chính thì là những cái nơi để đặt những cái như là gỗ rồi các cái điểm để mình có thể máy cày, rồi tất cả những cái nơi nó thoáng và nó phù hợp cho công việc lấy từ ruộng đồng lên hoặc lấy từ bên ngoài vào, thì tất cả những yếu tố đó đều là phù hợp với công năng thôi. Bên trong không gian sống của người Sán Chỉ cũng tương tự như người Tày, Nùng, được thiết kế khá chặt chẽ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện sống. Trong nhà có từ 2 đến 3 buồng ngủ, bố trí hợp lý hai bên trái và phải trong nhà. Bếp được đặt ở phần cuối gian giữa của ngôi nhà. Đây là một nơi để nấu ăn và mọi người có thể sum họp bên bếp lửa. Phía trên bếp lửa thường là gác bếp, dùng làm kho chứa đồ cũng như tận dụng sức nóng của lửa, bảo quản đồ nông vụ như ngô, lạc, khoai. Trước cửa thường có sân phơi thóc, nơi để nông cụ, đồ đạc. Tất cả hình thành từ những nhu cầu thực tế gắn với đời sống hàng ngày. Một đặc trưng chung của đồng bào dân tộc Sán Chỉ đó là sự gắn liền không gian sống với tự nhiên. Chính vì cái đặc thù của cái vùng miền, của cái đặc trưng của mỗi một cái dân tộc, cho nên là nó tạo ra những cái nét riêng biệt trong cái không gian sống của mỗi một cái dân tộc ở mỗi một vùng miền khác nhau. Một số dân tộc khác họ sống, hay là một số những người thì họ yêu thích những cái văn hóa hay dân tộc, họ sống trong những cái điều kiện mà nó phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu tự nhiên, thì họ có thể ưa thích những cái mà những cái giá trị văn hóa để nó phù hợp với cái không gian sống của họ, thì họ có thể ứng dụng những cái đó. Có rất nhiều những cái giải pháp để kết nối giữa một cái công trình kiến trúc, một ngôi nhà và với cái thiên nhiên, với tự nhiên, với rừng, với núi. Nó chính là phải có một cái bước đệm, cái sự chuyển giao giữa cái không gian kiến trúc và cái không gian của tự nhiên. Nó chính là cây cối, là những cây lớn, cây nhỏ, là những cái tầng lớp trong cái tự nhiên, nó tạo ra cái không gian sống, tạo ra cái không gian, cái lớp trước, lớp sau, cái cao, cái thấp, cái trên, cái dưới. Thì đấy chính là cái giải pháp để người ta có thể kết nối giữa một cái khối kiến trúc với một cái không gian của tự nhiên. Nó là những cây ăn quả, nó là những cây bóng mát, nó là những cây cảnh quan. Và như các bạn thấy là cái sự kết hợp, tôi cũng mong muốn cái kết hợp đó nó tạo ra một sự hài hòa, tạo ra một cái đường đi nối lại, và nó tạo ra một sự kết nối giữa cái không gian kiến trúc.
thiên nhiên như hòa quyện, đan chặt trong không gian sống của người Sán Chỉ. Điều này được thể hiện ở từng chi tiết thiết kế tổng thể của khu nhà mà họ sinh sống, từ cửa ra vào, hàng rào đá, sân vườn, đến từng công năng trong chính ngôi nhà. Vâng, quả thực là một ngôi nhà thì cái tính thẩm mỹ của nó cũng được đặt lên hàng đầu. Ở đây thì tính thẩm mỹ nó đẹp một cách rất là tự nhiên và nó lợi thế ở một cái độ cao của một quả đồi. Thì anh có thể chia sẻ một chút về cái tính thẩm mỹ của không gian kiến trúc này không ạ? Tính thẩm mỹ thì nó phụ thuộc vào mỗi một gia chủ nữa. Nhưng về cái cơ bản chính thì tôi thấy gia chủ trong cái căn nhà này là một người có tính thẩm mỹ rất cao, thậm chí là còn rất tinh tế. Đấy, tinh tế đến từ việc nếu như chúng ta đến thấy là từ cái lối lên chuồng trâu nó cũng có một cái sự khép lại về một cách rất là tế nhị. Nó lại gắn liền với cái khu vệ sinh, toilet, nó nằm ở một khu riêng biệt và tất cả các lối đi đấy đều nó hết sức là tế nhị và khéo léo. Bức tường nó cao hơn đầu người, nó che đi một phần nhưng vừa lẩn khuất nhưng nó lại vừa có những yếu tố rất sạch sẽ và rõ ràng. Thì cái người mà tạo ra cái không gian thì mỗi một người lại có tính cách nó khác nhau, sự chỉn chu hay sự khéo léo hay sự quan tâm nó mức độ khác nhau, nhưng về cơ bản thì người Sán Chỉ và căn nhà truyền thống của họ đều gắn liền với công việc và cái kiến trúc đều kiến trúc. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng nó rất ấn tượng với bản thân mình. Chắc hẳn là mỗi một chủ nhân xây dựng ngôi nhà thì họ quan tâm rất là nhiều đến những yếu tố bền vững. Ở đây thì tôi thấy rằng là đất tường trình và đá là hai cái vật liệu được đưa vào và tạo nên một không gian mà như anh nói là hơn 50 năm rồi nó vẫn bền vững. Anh thấy thế nào? Độ bền vững của tường đất trình nó cũng thậm chí nó còn cao hơn cả phần tường của bê tông. Nếu mà chúng ta biết làm đúng cách và đúng với khí hậu, thời tiết cũng như là chọn được đúng chất đất và phương cách làm. Tuy nhiên là hiện nay thì cái phần tường đất trình nó rất khó để có thể thực hiện một cách nó thành đại chúng được, bởi vì cái công sức để phải làm một yếu tố đấy nó rất là khó và mất nhiều công hơn rất nhiều so với công nghệ xây dựng hiện đại như ngày nay. Đấy, thì đôi khi chúng ta ví dụ như là làm về các homestay mà dành cho khách du lịch, đôi khi họ lại hay phải làm giả các cái bề mặt bên ngoài thôi, còn về cái cốt cách xây dựng như ngày xưa nó lại hay thường rơi vào những cái vấn đề về cái không gian để bảo tồn về văn hóa chứ không phải dành cho du lịch nữa, vì cái yếu tố xây dựng nó đang không phù hợp lắm vì cái công sức phải bỏ ra quá nhiều. Tuy nhiên là nếu chúng ta kết hợp được mà vẫn giữ được cái bản sắc nguyên bản đó thì cái việc mà cái việc bền vững ở đây thì tôi thấy nó hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu theo thời gian. Ví dụ như là mình có thể thay thế một phần liên tục trong hàng năm, 70 năm đến hàng trăm năm, nó không phải là vấn đề mình phải làm lại hay là thay đổi một cái quá lớn. Thì với tường đất trình thì nó theo thời gian, nếu mà các bạn nhìn thấy ngôi nhà này 50 năm nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn và không có bất cứ một yếu tố gì phải sửa chữa một cách gọi là lớn lao cả. Đôi khi chỉ thay một viên ngói hoặc là thay một viên gạch chẳng hạn, nó không vấn đề gì hết. Những bức tường đá thì gần như là vĩnh cửu. Cách sắp xếp ở đây sự ken chặt đến mức mà gần như không cần vữa, không cần một sự kết nối, chúng ta đã có thể tạo ra được một cái yếu tố chắc chắn rồi. Tất nhiên là nếu như xây từ đầu thì thường ở bên trong lõi họ sẽ đặt một cái yếu tố có gắn kết, nhưng bên ngoài thì chúng ta không thấy, nhưng thực ra thì nó cũng có một số sự gắn kết. Thì có một số người thì họ lại còn trộn đất ở phần bên trong giữa thì nó sẽ kết hợp với việc là cái cây nó mọc lên, tất cả các hệ thống đấy nó giằng lại với nhau, nó tạo thành một yếu tố còn vững chắc hơn là bản thân bức tường đá đó. Tường đá thì càng trải qua thời gian thì cái yếu tố mà bền chặt nó lại càng lớn hơn. Như chúng ta có chia sẻ từ ban đầu thì người dân nơi đây rất là mong muốn có được một cái không gian để mà có thể làm homestay hoặc là để đáp ứng cái nhu cầu cuộc sống hiện đại hơn. Thì với những ngôi nhà mô hình này, sau này chúng ta làm chúng ta cần tác động thêm những yếu tố gì để cho nó đáp ứng được? Để mà phát triển được du lịch thì hình thức bên ngoài của kiến trúc như ngôi nhà này chẳng hạn có thể lấy là một tiêu điểm. Thế nhưng tuy nhiên là phần nội thất bên trong thì chúng ta phải có một số điều chỉnh để nó phù hợp hơn với nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng. Ví dụ như là nó sẽ không còn quá nhiều thứ nữa chẳng hạn, thì nó sẽ sạch sẽ hơn và gọn gàng hơn cho đúng cái phục vụ về mục đích là lưu trú và nghỉ dưỡng. Thế nhưng mà nếu mà thay đổi kiến trúc thì một số cái sẽ cần điều chỉnh, ví dụ như chiều cao,
của cửa vào, chiều cao của sàn và các cái phân gian không gian phòng bên trong. Nó thực ra cái yếu tố điều chỉnh đấy nó rất là dễ, nó không phải là yếu tố khó. Mình có thể lấy nguyên bản một cái căn nhà để mình có thể nhân ra thành các một bản làng, để mình mỗi một cái vị trí địa hình nó khác nhau thì mình sẽ thay đổi cái yếu tố về tường đá, lối đi và khoảng sân khác nhau. Các yếu tố đấy thì hoàn toàn mình có thể nhân lên thành một cái không gian, một cái bản làng đẹp theo kiến trúc bản địa để phục vụ cho du lịch. Vâng, với những cái vẻ đẹp rất là riêng có của kiến trúc, người dân San Chỉ đã tạo nên những không gian rất là đẹp và thơ mộng như thế này, đúng không ạ? Và tôi tin rằng với những chia sẻ của kiến trúc sư Đinh Hải cũng như là những đóng góp sắp tới của địa phương thì cũng sẽ nhân rộng và tạo dựng ra được nhiều cái không gian, những cái mô hình như này, góp phần là vừa là tạo vẻ đẹp cho bản làng nơi đây, một phần khác là nâng đời sống kinh tế của bà con lên. Một lần nữa xin được cảm ơn kiến trúc sư Đinh Hải đã tham gia chương trình Nhà Mát. Xin được cảm ơn anh. Trong kiến trúc nói chung và việc tạo dựng không gian sống của người San Chỉ nói riêng, những chất liệu tạo nên công trình qua hình thành, qua quá trình hình thành và phát triển càng trở nên gắn bó và duy trì tính bền vững, sự thích ứng với từng vùng miền. Đó là những vật liệu xây dựng truyền thống. Với mỗi vùng miền, khí hậu lại có những loại vật liệu khác nhau được khai thác trở thành vật liệu chính trong kết cấu, kiến trúc hay một bộ phận của công trình như gỗ đá, đất vồ, tường trình, góp phần tạo nên bản sắc kiến trúc địa phương. Con người mà muốn tác động vào cái điều kiện của tự nhiên, tạo ra cho mình những công trình kiến trúc đã là một cái sự tác động rồi. Đấy, và họ càng tác động bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng đến không gian của thiên nhiên bấy nhiêu. Cái mà tôi mong muốn nhất là có tác động như thế nào đi nữa thì nó cũng phải gần gũi với điều kiện của tự nhiên, gần gũi với cái thiên nhiên mà mình đang sống, từ cái cây cỏ rồi cho đến những cái môi trường sống xung quanh. Thì cái đấy nó thể hiện rõ nhất là bởi cái vật liệu địa phương, nó chính là cái sợi dây để kết nối giữa cái công trình kiến trúc và với cái điều kiện của tự nhiên, hay là giữa các công trình kiến trúc với nhau, hay là giữa không gian chung với một cái cấu trúc của một cái không gian kiến trúc nào đó. Thì từ cái vật liệu như là gỗ đá hay là tre nứa hay là những cái cây cối, một cây lớn cây nhỏ, thì đấy chính là những cái vật liệu mà bạn có thể ứng dụng lấy ngay tại địa phương, ngay tại bản địa, thì nó chính là cái để kết nối, cái để làm mềm đi và là tạo nên một không gian sống nó gần gũi với cả tự nhiên nhất. Vật liệu xây dựng truyền thống thường có những ưu điểm như là tính bền vững, cân bằng giữa tự nhiên và công trình, giảm thiểu tác động môi trường, hệ sinh thái, do đó có độ bền cao. Tính kinh tế do khai thác sử dụng nguồn có sẵn tại địa phương, tiết kiệm chi phí sản xuất vận chuyển, tính thẩm mỹ cao với vẻ đẹp từ tự nhiên gắn kết với điều kiện tự nhiên văn hóa vùng miền. Nó được sử dụng ở rất nhiều nơi, đôi khi nó chỉ là những điểm nhấn rất nhỏ, một cái bậc thang đi lên được sử dụng bằng những cái sỏi quậy, đá suối hay là những cái cây cối mà được kết hợp giữa đá để tạo ra một không gian đệm ở giữa những công trình này những công trình khác. Thì là nếu như không gian sống của bạn nó phù hợp với điều kiện tự nhiên, nó nằm ở cái chỗ là các loại côn trùng hay các loại động vật tự nhiên mà nó có thể sống và tồn tại trong cái điều kiện mà bạn tạo ra đấy, một cách tự nhiên, thì đấy chính là không gian của tự nhiên. Và thực ra thì cái việc đấy là vô cùng khó, tức là sống vừa kết hợp với tự nhiên, kết hợp với thiên nhiên và hài hòa với nó, cân đối để mà làm sao để sống cùng với các loại động vật hoang dã khác. Thì đấy chính là cái trở về với nguyên bản nhiều nhất, là chúng ta có tác động nhưng cái sự tác động của chúng ta nó gần gũi với thiên nhiên nhất. Việc tổ chức không gian sống của người San Chỉ thể hiện tính thẩm mỹ và tổ chức rất khoa học và chi tiết. Nếu như với kiến trúc mới chú trọng đến không gian chung và riêng, thì ngôi nhà người San Chỉ tổ chức từng phần không gian tách biệt một cách tính toán chặt chẽ, gắn với sinh hoạt hàng ngày, từ sân ngoài sân trong đến lối đi ra đi vào, thậm chí từng viên đá cũng có những tính toán đến vị trí đặt và công năng sử dụng, tất cả mang đến một vẻ đẹp hài hòa riêng có. Và những hình ảnh về không gian sống của người dân tộc San Chỉ tại Đại Dực Tiên Yên cũng đã khép lại chương trình Nhà Mát tuần này trên kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Mong rằng quý vị và các bạn luôn đưa những thắc mắc cũng như là những chia sẻ về không gian sống hài hòa của mình theo số điện thoại 0916279910 hoặc email nhatminh@vtc.gov.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.